Hôm nay các bạn, cái cây ổi Gobi Supreme của mình mà hồi chuyến trước mình mua 3 cây mà mình trồng xuống đó các bạn, cách đây mấy tháng đó. Là năm nay nó đã cho trái nha các bạn. Cái này là cây ổi Gobi Supreme. Thì mình mua cây này hình như là 65 đồng thì phải đó các bạn. Mà mình trồng mới mấy tháng à, mà giờ cây cũng to nha các bạn. Cây cũng to và nó cũng cho trái rất là đẹp. Mình xuống nursery Việt Nam mình thấy người ta để Gobi Supreme đó bạn, nhưng mà cái trái ổi nó tròn các bạn, chứ nó không có giống như trái ổi như gì. Trái ổi gì nhìn rất là đẹp nha các bạn, trái ổi gì nhìn rất là đẹp. Ủa, nó chín luôn rồi nè, ok các bạn, trái ổi nhìn rất là đẹp chứ nó không phải là tròn. Và cái anh chị nói ở nursery là ổi Gobi Supreme này không có ngon. Thì hôm nay mình ăn thử để mình review nha. Giờ mình hái nó. Ồ, đụng vô gớt. Nhìn trái ổi cũng rất là hấp dẫn nha các bạn. Ok, giờ mình ăn thử nó nha. Để mình review coi nó ngon hay không. Thì ai cũng nói cái ổi Gobi Supreme không ngon nha. Thì hôm nay là mình ăn thử để mình review. Giờ mình mua cây này của người Ấn Độ chứ không phải là của Việt Nam nha. Ổi như có hai trái không ngon. Mua cây này của người Ấn Độ. Còn ổi Gobi Supreme của Việt Nam mình nó tròn quay à, nó không có giống như gì. Ok, bây giờ mình ăn nó nha các bạn. Thì các bạn, bây giờ mình ăn thử nó nha. Đấy, để coi nó ra sao. Thường cái chữ Gobi đó các bạn là cái chữ tượng trưng cho màu đỏ đó. Mình thấy cái chữ Gobi thấy không? Màu đỏ nè. Thử mình ăn thử coi nó ra sao nha. Nó cũng có ít hạt nha các bạn, không nhiều hạt cho mấy, nhưng mà để mình ăn thử coi nó ra sao, coi nó có giống như lời của mấy anh chị ở nursery nói không nha. Mấy anh chị nói là không có ngon thì mình ăn thử. Cái này nó hơi ngọt thôi nha các bạn, nhưng mà nó rất thơm mùi ổi, nó hơi ngọt. Và nó có ít hạt thôi, nó không có ngọt đậm đà, nhưng nó hơi ngọt thôi. Ăn cũng ok các bạn, không đến nỗi tệ, nhưng mà hình như nó không có được ngon cho lắm. Giống như nó không có gây cho ấn tượng các bạn. Nhưng mà nó mềm nha các bạn, nó chín gì thì nó mềm. Nhưng mà nhìn cái trái rất là đẹp. Với lại hình như nó hơi ngọt mà ngọt lạc chứ nó không có ngọt đậm đà nha. Ở trên cái đầu thì nó ngọt lạc, mà ở giữa dưới cái bụng á thì nó ngọt ngọt. Nó ăn được thôi, nhưng mà nó không có cho mình ấn tượng gì hết á. Giống như mình không biết tả là sao, nhưng mà nó ăn cũng hơi ngọt ngọt. Ở đầu, trên đầu này nè, thì nó hơi ngọt lợ. Còn dưới đây thì nó ngọt ngọt. Và nó mềm mềm, nó chỉ vậy thôi à. Nó không có gây cho mình ấn tượng gì hết đó. Thì cái loại ổi này là các bạn không nên mua nha. Mình ăn cho biết thôi. Tại vì mình thấy cái màu sắc nó cũng đẹp đúng không? Nên là trái nó cũng đẹp nè. Và thấy không? Trái nó cũng quá là đẹp. Với lại các bạn muốn ăn ổi mà cho ngon thì là ngon. Các bạn phải ngắt nước. Và ngắt nước chừng 2-3 ngày trước khi bạn hái ăn á. Với lại tưới muối Epsom nha các bạn. Tưới muối Epsom cho nó ngon á, cho nó đậm đà. Nhìn trái ổi rất là ngon. Mà mình mới trồng đây cũng đâu có mấy tháng đâu. Hình như trồng hồi lúc tháng 5 á bạn. Tháng 5 mà giờ tháng 10 là 5 tháng thôi là cây phát triển rất tốt và có trái ăn luôn.
thì cái này ăn cũng ok nha bạn, không đến nỗi tệ lắm. Nó giống như là trái ổi thường bên Việt Nam mình đó bạn. Cũng đậm đà, không 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 đậm đà. Thơm mùi ổi, rất là thơm mùi ổi. Và trái nhìn cũng rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà recommend để trồng nó thì mình không recommend nha. Mình thấy cái này nó ăn nó không có để cho mình cái gợi, không có giống như ấn tượng gì hết á, nó chỉ là trái ổi thường thôi nha các bạn. Nếu các bạn muốn mà ấn tượng á, là ổi Đài Loan không hạt nè, ổi Thái Lê không hạt nè, ổi Thái Vuông nè, mặt thủy đào nè, với gì với nữ hoàng, mấy trái đó là ăn ấn tượng lắm. Mà còn trái này mình không recommend nha các bạn, mình thấy nó đẹp lắm, nó cũng màu sắc cũng rất là đẹp nha, với lại thơm và ngọt, mà ngọt lạc chứ không có ngọt đậm đà. Ok nha các bạn, thì mình review tới đây thôi. Thì đây là cái ổi mình trồng 5 tháng, mình có đã có thu hoạch cũng có được đâu khoảng 10 trái các bạn. Còn bên đây là ổi xá lì nè, ổi xá lì Việt Nam nè, bạn thấy không, mình cũng mới trồng đây cũng giỏi lắm, cũng 4 tháng thôi mà cũng có trái luôn nè, bạn thấy không. Rồi, trái được trái đầu tiên đó nha các bạn, ổi xá lì Việt Nam. Còn đây là cái ổi Vietnamese Giant nè, cái này là chưa có trái mà. Mình trồng ổi nhiều lắm mà nó phát triển rất là tốt nha các bạn. À, lúc mình mua là nhỏ xíu xíu à. Đây là những cái ổi mình trồng gần đây. Phát triển rất là tốt trong vòng 4-5 tháng thôi, là cây tốt rồi.